Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi kênh tin tức 24 h TV. Ngày hôm nay đã diễn ra những sự kiện nóng và đáng chú ý nào? Tình hình an ninh thế giới có gì đặc biệt? Quý vị và các bạn hãy cùng cập nhật với chúng tôi ngay sau đây qua phần điểm tin chính. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau. Khai trừ đảng 4 cựu cán bộ lãnh đạo Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh liên quan các vụ án lớn. Tạm giữ hình sự đối tượng vi phạm giao thông tông cảnh sát bay lên nắp capo. Nữ tình nguyện viên ở Bình Dương bị chủ trọ đuổi trong đêm. Thực hư như thế nào? Khởi tố đối tượng vi phạm bị cảnh sát giao thông giữ xe, lén lút đột nhập cướp lại. Bắt đối tượng đưa người thông chốt kiểm soát dịch vào thành phố để lấy 30.000 tiền công. Công an vào cuộc điều tra văn bản giả mạo việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chi tiết. Tin nóng: Khai trừ đảng 4 cựu cán bộ lãnh đạo Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh liên quan các vụ án lớn. Ngày 17 tháng 8 năm 2021, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và một số cá nhân nguyên là cán bộ lãnh đạo thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban kiểm tra Trung ương và nghe đại diện tổ chức Đảng trình bày, Ban Bí thư nhận định, Ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng. Tổ chức Đảng này chậm sửa đổi, ban hành quy chế làm việc có nội dung trái với quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về trách nhiệm quyền hạn của người đứng đầu, dẫn đến người đứng đầu lạm quyền, lộng quyền can thiệp trái pháp luật vào hoạt động của cơ quan đơn vị liên quan trong đấu thầu, tạo điều kiện cho công ty của người nhà, người thân hưởng lợi trái quy định. Tập thể Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng vi phạm quy chế làm việc của thành ủy và chỉ đạo của Ban Thường vụ, Thường trực thành ủy, thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban nhân dân thành phố và một số sở ngành cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, nhiều tổ chức cán bộ đảng viên bị kỷ luật đảng, kỷ luật hành chính và nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý hình sự. Về trách nhiệm cá nhân, ban bí thư cho rằng ông Nguyễn Văn Tứ trong thời gian giữ chức vụ thành ủy viên, bí thư đảng ủy, giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm của Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 6 năm 2017. Ông Tứ đã vi phạm quy định của Đảng về chức năng nhiệm vụ của đảng bộ, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy cơ quan và của Sở Kế hoạch và Đầu tư, làm trái quy định về đấu thầu, nhận tiền biếu của nhà thầu, thiếu kiểm tra giám sát để các nhà thầu liên quan vi phạm luật đấu thầu. Ông Nguyễn Thành Tài trong thời gian giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2008 đến năm 2011 phải chịu trách nhiệm trực tiếp việc chấp thuận thay đổi chủ trương đầu tư chuyển nhượng quyền đầu tư dự án, việc quyết định phê duyệt giá trị quyền sử dụng đất, giá trị công trình xây dựng trên đất, giá thuê đất và chấp thuận giao đất cho thuê đất trái quy định của pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Vĩnh Tuyến, trong thời gian giữ chức vụ ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phải chịu trách nhiệm trực tiếp ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái pháp luật, tạo điều kiện để một số cá nhân chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ông Trần Trọng Tuấn trong thời gian giữ chức vụ thành ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch hội đồng thẩm định của thành phố, phải chịu trách nhiệm trực tiếp thẩm định, ký tờ trình và tham mưu cho phó chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái quy định của pháp luật, gây hậu quả rất nghiêm trọng. Vi phạm của ban cán sự Đảng ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và các cán bộ lãnh đạo nêu trên theo ban bí thư là rất nghiêm trọng, làm thiệt hại thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước và đã bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và cá nhân các cán bộ này gây bức xúc trong xã hội, phải được xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh theo quy định của Đảng. Căn cứ các quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 bằng hình thức cảnh cáo. Với cá nhân các cán bộ cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội Nguyễn Văn Tứ, hai cựu phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Chí Minh Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, cựu giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Trần Trọng Tuấn, ban bí thư áp dụng hình thức kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng. Tạm giữ hình sự đối tượng vi phạm giao thông, tông cảnh sát bay lên nắp Ngày 18 tháng 8, công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với lương Thanh Tùng, sinh năm 1985, trú tại xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 8, tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Móng Cái, gồm đại úy Nguyễn Đức Hiếu và trung úy Vũ Xuân Thắng, điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra từ trung tâm thành phố đến khu vực cổng chợ ASEAN. Quá trình tuần tra tổ công tác phát hiện Ô tô biển kiểm soát 14A 51218 do Lương Thanh Tùng điều khiển đã dừng đỗ không đúng nơi quy định. Tổ công tác đã giải thích lỗi vi phạm và yêu cầu Tùng xuống xe xuất trình giấy tờ. Tuy nhiên Tùng không xuống xe, thậm chí lại có những lời nói phản ứng lại tổ công tác. Do người vi phạm không hợp tác, đại úy Nguyễn Đức Hiếu đã lấy dây cáp khóa xe ô tô thì Tùng bất ngờ tăng ga, quay đầu xe đâm vào trung úy Vũ Xuân Thắng đang đứng trước đầu ô tô do quá bất ngờ trung úy thắng không kịp phản ứng nên bị hất văng lên trên nắp capo và ngã xuống đường sau đó tùng điều khiển xe bỏ chạy truy đuổi đến khu vực ngã tư giao giữa đường trần phú và triều dương đại úy hiếu và trung úy thắng mới chặn được xe của tùng lại sau đó tùng cùng với phương tiện được đưa về công an thành phố móng cái để lập biên bản tại cơ quan điều tra tùng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình vụ việc tiếp tục được công an thành phố móng cái điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật Nữ tình nguyện viên ở Bình Dương bị chủ trọ đuổi trong đêm. Thực hư thế nào? Ngày 18 tháng 8, lãnh đạo thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, tin một nữ tình nguyện viên không có tiền trả phòng trọ bị đuổi trong đêm là hoàn toàn sai sự thật và xuyên tạc. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thuận An cho hay, sau khi phát tán trên mạng xã hội, thì lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh thông tin này. Sau đó xác định được nữ tình nguyện viên mà mạng xã hội phản ánh là MS 21 tuổi, đang tham gia đội tình nguyện lấy mẫu trên diện rộng ở địa bàn phường Thuận Sao, thành phố Thuận An. Từ ngày 30 tháng 2, S ở cùng với bạn của mình tại nhà trọ thuộc khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An. Khoảng 22 giờ 20 phút đêm 16 tháng 8, S đi tham gia tình nguyện về phòng trọ nhưng bị khóa cổng do địa phương đang giãn cách xã hội, đề nghị người dân không ra đường từ 18 giờ nên chủ trọ đã khóa cổng. S không có khóa nên kêu chủ trọ mở cửa nhưng chủ trọ không nghe nên s đã gọi cho bạn cùng phòng lấy gối mền qua nhà trọ của người bạn khác ở nhờ s nhờ bạn chung phòng chụp hình ảnh đi trong đêm rồi đăng lên mạng sau đó các trang mạng đã copy thêm bớt nội dung để đăng tải lại một số trang mạng xã hội còn cho rằng người dân sống ở khu trọ thiếu lương thực thực phẩm nhiều ngày làm việc với lực lượng chức năng bà hát chủ tại khu nhà trọ và những khách trọ đều khẳng định không ai đuổi s ra khỏi phòng trọ hiện tại bạn của s vẫn ở phòng trọ về đời sống của người lao động trên địa bàn phường Thuận Giao, nơi mà nữ tình nguyện viên sinh sống trong những ngày giãn cách xã hội, ông Lý Bình Sơn, chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thuận Giao cho biết, phường đã thành lập đội phản ứng nhanh để tiếp nhận thông tin về y tế, an sinh xã hội. Khi người dân cần gọi điện đến phường hoặc tổng đài 1022, đội phản ứng nhanh sẽ cắt cử lực lượng lập tức hỗ trợ người dân. Theo ghi nhận, phường Thuận Giao là một trong những phường tập trung đông công nhân lao động nhất tỉnh Bình Dương, có đến 86.000 công nhân lao động. Thời gian qua, nhiều lao động rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Ủy ban nhân dân phường Thuận Giao đã có thư ngỏ kêu gọi các chủ trọ chia sẻ với người lao động. Kết quả có 165 cơ sở giảm từ 100 đến 200 000 đồng một phòng, 665 cơ sở giảm từ 200 đến 300 000 đồng, 219 cơ sở giảm từ 300 đến 400 000 đồng, 6 cơ sở giảm 50% và 3 cơ sở giảm từ 3 đến 400 000 đồng. 6 cơ sở giảm 50% và 3 cơ sở giảm 100% tiền thuê phòng trọ. Nhiều cơ sở trọ cũng mua thực phẩm hỗ trợ cho người thuê. Về phía ủy ban dân phường Thuận Giao cũng đã hỗ trợ gạo, thịt và cá cho công nhân lao động với tổng số tiền trên 1,7 tỷ đồng. Song song với việc hỗ trợ lương thực thực phẩm cho người dân, công nhân lao động, công an phường Thuận Giao cũng thường xuyên phát loa tờ rơi tuyên truyền đến người dân về việc chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19. Trước đó vào ngày 17 tháng 8, mạng xã hội phát tán hình ảnh nữ tình nguyện viên kèm với nội dung cho rằng không có tiền trả phòng trọ nên chủ nhà trọ khóa cửa đuổi ra trong đêm vụ việc sai sự thật này khiến cho nhiều người dân bức xúc phẫn nộ khởi tố đối tượng vi phạm bị cảnh sát giao thông giữ xe lén lút đột nhập và cướp lại ngày 18 tháng 8 công an huyện văn Trấn yên bái cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với dương quang cường 29 tuổi trú tại thôn Yên Phú, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể vào ngày 12 tháng 8, khi Cường di chuyển tới đoạn đường thuộc thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, Cường bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Yên Bái lập biên bản tạm giữ xe về lỗi vi phạm chạy quá tốc độ quy định. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, Cường lén lút đột nhập vào trạm cảnh sát giao thông tại xã Cát Thịnh, huyện Văn Trấn, cướp lại chiếc xe ô tô bị tạm giữ tại đây rồi bỏ chạy. Cảnh sát phát hiện bắt được Cường sau khoảng 20 km truy đuổi. Việc Cường đâm đổ cây cảnh và làm hỏng cổng của trạm cảnh sát giao thông khi bỏ chạy, thiệt hại về tài sản đã được xác minh. Tại cơ quan công an, Cường đã khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Vào đầu tháng 6 năm 2021, trên địa bàn huyện Kronbuk, tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra một sự việc người vi phạm nghĩ cách cướp tiền của người đã bắn tốc độ để bù vào tiền bị xử phạt. Đối tượng đó là Ilan Kapa, 23 tuổi, trú tại xã Cư Né, huyện Búc. Vào ngày 26 tháng 5, khi Ilan Kapa đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa bàn xã Cư Kapo, huyện Búc, thì bị lực lượng cảnh sát giao thông của trạm cảnh sát giao thông Búc, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Lắc, xử lý vi phạm vì chạy xe quá tốc độ. Ngày 29 tháng 5, Ilan Kapa mang theo một con dao Thái Lan rồi điều khiển xe máy đến các địa điểm trên thuộc xã Cư Kapo, tìm những người hôm trước bán tốc độ mình nhằm mục đích cướp tài sản để bù lại số tiền mà mình bị xử phạt. Khi điều khiển xe qua địa bàn xã Cư Cơ Pô, Ilang phát hiện có một nam thanh niên đang đứng ven đường nên dừng xe, lấy dao đe dọa của người này số tiền 50.000 đồng. Sau đó, Ilang Kapa tiếp tục điều khiển xe đến địa bàn Buôn Mùi Ba, xã Cư Né, thì phát hiện một thanh niên khác đang đứng bên vệ đường. Thấy vậy, Ilang Kapa liền dừng xe, dùng dao đe dọa cướp của thanh niên này, một điện thoại iPhone 8 Plus, một máy ảnh kỹ thuật số hiệu can nông, rồi lên xe tẩu thoát. Bắt đối tượng đưa người thông chốt kiểm soát dịch vào thành phố để lấy 30.000 tiền công Ngày 18 tháng 8, Công an phường Vĩnh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An cho biết Công an vừa phát hiện và bắt giữ một đối tượng liên quan đến hành vi đưa người trái phép qua chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thành phố. Theo đó, vào khoảng 19 giờ tối 17 tháng 8, tại khu vực đường Tránh Vinh thuộc khối 2, phường Vinh Tân, thành phố Vinh, cơ quan công an cùng lực lượng bảo vệ chốt kiểm soát dịch tại đây đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Lợi, sinh năm 1993, trú tại xóm 4, xã Hưng Châu, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, đang có hành vi lén lút đưa hai người không rõ lai lịch vào địa bàn thành phố. Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận do nhận thấy nhiều người từ ngoài địa bàn muốn vào thành phố Vinh nhưng không được bởi thành phố đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 lợi dụng sự thông thạo địa hình, biết nhiều đường tắt lối nhỏ, có thể né tránh các chốt kiểm soát dịch, nên đã tìm cách lén lút đưa người vào thành phố nhằm thu lợi bất chính. Khi thực hiện hành vi chót lọt, người được đưa vào phải trả cho lợi từ 30 đến 50 000 đồng tiền công. Trước khi bị cơ quan công an phát hiện, đối tượng Nguyễn Văn Lợi đã thực hiện chót lọt hai lượt người, mỗi lượt một người từ địa phương khác vào địa bàn thành phố. Đến lần thứ ba, khi đang thực hiện hành vi, thì đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tàng. Theo cơ quan chức năng, hành vi của Nguyễn Văn Lợi đã vi phạm vào điểm C khoảng 5, điều 12, Nghị định 177 NDCP ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch, với mức phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi đưa người phương tiện không có nhiệm vụ vào ổ dịch tại vùng đã được ban bố tình trạng khẩn cấp về dịch. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Công an vào cuộc điều tra văn bản giả mạo việc đón công dân từ thành phố Hồ Chí Minh về quê. Ngày 18 tháng 8, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long yêu cầu Công an tỉnh Bình Định phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước theo quy định. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, ngày 11 tháng 8, tỉnh này có ban hành công văn về việc đề nghị tiếp tục phối hợp trong công tác đưa người dân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh. Cụ thể là tỉnh Bình Định dự kiến tổ chức tiếp 5 chuyến bay đưa miễn phí đón người dân Bình Định có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh từ thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Tỉnh không tổ chức đưa người dân bằng xe ô tô. Tuy nhiên trong những ngày qua trên mạng xã hội và theo thông tin từ bà con trong thành phố phản ánh thì đã có văn bản giả mạo công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định. Theo đó văn bản giả mạo có ghi Tính tổ chức tiếp 50 chuyến xe đường miễn phí người dân Bình Định đang giảm ăn sinh sống học tập, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có nhu cầu trở về tỉnh. Cụ thể, mỗi chuyến khoảng 20 người. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định khẳng định đây là hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước. Ông Nguyễn Phi Long giao Sở Thông tin và Truyền thông thông báo rộng rãi về nội dung công văn ngày 11 tháng 8 của UBND tỉnh, kế hoạch của tỉnh đón người dân Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh trở về quê. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long đề nghị công an tỉnh phối hợp với công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, giả mạo văn bản của cơ quan nhà nước theo quy định. Đồng thời đề nghị Hội đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ Chí Minh phổ biến thông tin rộng rãi nội dung công văn trên Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để bà con yên tâm đăng ký trở về tỉnh, tránh bị lừa đảo. Chiều cùng ngày 17 tháng 8 Chuyến bay trở theo 196 hành khách là công nhân Bình Định về từ thành phố Hồ Chí Minh đã hạ cánh xuống cảng hàng không Phú Cát an toàn. Đây là chuyến bay miễn phí thứ 6 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tổ chức đưa người dân tỉnh này đang sinh sống làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh về quê. Người dân trở về quê được cách ly tập trung 7 ngày tại khu cách ly do quân đội quản lý. Sau đó người dân nếu kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 thì sẽ được về cách ly tại nhà thêm 14 ngày. Trước đó, tỉnh Bình Định đã tổ chức 5 chuyến bay miễn phí, đón gần 1.000 người dân Bình Định ở thành phố Hồ Chí Minh về quê. Các chuyến bay vào ngày 20, 23, 27, 30 tháng 7 và 4 tháng 8. Vâng thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian cập nhật tin tức cùng chúng tôi. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24 giờ TV.